Thưa quý vị, cũng liên quan đến vụ giết người đốt xác kinh hoàng đang được dư luận đặc biệt quan tâm xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 12. Công an Đồng Tháp đã ra thông báo truy tìm đối tượng Lê Trường Thành có liên quan đến vụ án. Trước đó, khoảng 1 giờ 45 ngày 14 tháng 12, tại căn nhà ba tầng của bà Trần Thị Hồng Liên, 45 tuổi, ở khu dân cư chợ Đồng Mối Trái Cây, tỉnh Đồng Tháp, thuộc ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, xảy ra vụ án giết người và cố ý gây thương tích khiến một người chết tại chỗ và ba người khác bị thương. Nạn nhân được xác định là Võ Hoàng Quân, 38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Ông Quân ngủ gần nhà bà Liên, đến nhà bà Liên chơi và ngủ lại qua đêm. Sau đó bị chém và bị đốt cháy bằng xăng, khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Theo thông báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, Lê Trường Thành di chuyển bằng xe máy hiệu Airblade màu đen. Nếu phát hiện người có đặc điểm nhận dạng như trên hoặc phương tiện nêu trên, vui lòng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp qua số điện thoại 0693620202 hoặc 0939 bảy để phối hợp giải quyết. Cơ quan cảnh sát điều tra truy tìm Lê Trường Thành, nghi là kẻ đã gây ra vụ án giết người nêu trên. Sau khi xảy ra sự việc, Thành không có mặt tại nơi cư trú.